Nếu chẳng may một ngày điện thoại thông minh của các bạn hết bộ nhớ thì đừng quên tham khảo thương hiệu SanDisk với rất nhiều thiết bị hỗ trợ mở rộng bộ nhớ cho điện thoại thông minh. Mình biết vào thời điểm video này lên sóng thì nó không phải 20 tháng 10 vừa qua rồi, không phải mùng 8 tháng 3, không phải Valentine lung tung gì cả. Nhưng mà biết đâu các bạn đang tìm một cái đồng hồ thông minh, một cái vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, hay đơn giản là có tìm món quà công nghệ gì đó cho người yêu thương. Thì biết đâu các bạn lại thích cái Galaxy Fit Air này. Đây là cái chiếc đồng hồ thông minh mình đã từng review trước kia rồi, nếu các bạn chưa xem, click link bên trang góc bên này. Đấy, click luôn, review chi tiết. Ê ơi, thế ông review chi tiết rồi ông còn làm video về cái này nữa làm cái gì? Hôm nay mình làm video về cái này cho các bạn là để mình thông báo các bạn rằng cái vòng đeo tay thông minh của Samsung trước kia có người còn bảo là 900.000 đã thơm á. Sai rồi, bây giờ nó chỉ còn 450.000, hàng chính hãng. Nếu các bạn không tin mình, hãy click link dưới phần mô tả video vào PSHM Shopping. Cái đấy thì là mình kết nối các bạn với cả nhà bán hàng, hàng chính hãng, bảo hành bảo thỏi đàng hoàng 450.000. Và chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái Galaxy Fit Air này để xem rằng nếu mà so sánh nó với cả Mi Band 4 chẳng hạn thì liệu có cửa hay không, hay là lại kiểu alo alo Mi Band 4 đang ở đâu, tuổi gì sánh vai. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Rồi, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau lướt lại qua một lần thì phiên bản đây vẫn là dây silicon. Chúng ta vẫn có màn hình PM OLED đơn sắc, vẫn cảm biến đo nhịp tim bên dưới, và vẫn đếm bước chân, vẫn đo lượng calo tiêu thụ, workout các thể loại. Vậy thì nó khác gì và nó hơn gì khi mức giá đã ngang tầm với Mi Band 4 rồi? Tại vì tại sao lại mua cái này mà không mua Mi Band 4? Mi Band 4 có thể lượng pin rất tốt, ngang ngửa hoặc thậm chí còn tốt hơn cái Galaxy Fit Air này. Vậy thì cái Fit Air hơn cái gì? Cái hơn đầu tiên và hơn rõ ràng nhất đó là nó có cái thương hiệu Samsung, thì nghe nó đã xịn sò hơn rồi. Cái thứ hai là chúng ta có thể sạc cái vòng đeo thông minh này mà không cần phải gỡ ra khỏi dây. Mình biết rất nhiều người, ngay cả vợ mình thế, dùng con Mi Band rất ghét cái việc là mỗi lần sạc phải gỡ nó ra khỏi dây đeo. Thì cái này không phải làm được đó, ốp vào dưới này là được. Cái này rất tiện và rất tuyệt vời. Chúng ta vẫn được kháng nước 5 atmosphere, hay sắc bây giờ gọi là chống nước, mà kháng nước gọi là chống nước 5 atmosphere, tức là xuống dưới 50m. Các bạn có tiêu chuẩn chống sốc quân đội MilSpec STD810G. Các bạn có dây silicon khá là dễ chịu thoải mái. Và cái điều nó thua so với Mi Band 4 hiện tại là về cái số lượng dây đeo, nó chưa có nhiều. Mi Band 4 hay là Mi Band 3 dùng chung dây nhé, có rất nhiều thể loại dây khác nhau, từ dây da cho đến dây kim loại tẹt. Còn theo như mình thấy thì chiếc Galaxy Fit Air này nó còn khá hạn chế về khoản dây đeo. Còn về kiểu dáng thì mình thích cái kiểu cái Fit Air này hơn khi mới so với cả Mi Band 4, bởi vì nhìn nó cứng cáp, nó vuông vắn hơn và nó nhỏ gọn hơn. Còn Mi Band 4 trông nó bầu, nó giống cái cục mà rung rung mà chị em hay nhét vào chỗ nào đấy. Người này thì trông nó cứng cáp hơn, nó lịch thiệp hơn. Thì đó là chiếc Gear Fit Air. Nếu các bạn đang cần một cái vòng đeo tay thông minh sử dụng để đếm bước chân, để đo nhịp tim theo dõi sức khỏe, mà cái hay của cái vòng này mình quên chưa nói lại với các bạn, đó là nó có thể đồng bộ với cả cái ứng dụng Galaxy Health ở trên điện thoại, thứ nhất là Samsung Health trên điện thoại, và lưu vĩnh viễn các cái dữ liệu của bạn lại để có thể theo dõi và báo hiệu về sức khỏe của bạn khi có bất kỳ vấn đề gì, rất là hay. Cái đó là ứng dụng của Samsung họ mới làm được. Nhưng mà cái điểm trừ đấy là phải bắt buộc cài Samsung Health để có thể có tính năng đó. Thì đó, video này chỉ là look back lại thôi. Tạm thời thì mình thấy cái con Galaxy Fit Air này nó vẫn ổn. Pin mà dùng phá lắm ấy thì khoảng tầm 5 ngày phải sạc. Còn dùng bình thường, không bật GPS hay không đo bước chân liên tục thì 7 ngày đến hơn 7 ngày. Rất thoải mái, rồi nó pin trước này. Thì đó, chiếc đồng hồ đeo tay thông minh. Hy vọng mình đã gửi cho các bạn video look back nó vui vẻ, các bạn có thể nhìn lại được để xem rằng là hiện giờ mua cái này nó có ra gì không, và đưa cho các bạn một lựa chọn mới về Smart Band. Vậy nhá, nếu các bạn thấy video thú vị nhớ lại một like. Nếu muốn mua thì click link phần mô tả video, kèo rất là thơm bên dưới nha. Còn thế thôi, nếu thấy hay thì subscribe, bấm chuông. Hẹn gặp lại anh em trong các video khác. Peace!